Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Chạy Lên Đường. Chúng tôi là Brian Thế Hoàng Nguyễn, cũng là người đã từng tham gia rất là nhiều chương trình của Chạy Lên Đường. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của ba vị khách, cũng là những người có thể nói là những người chạy viên, cũng là những người có nghĩa là đóng một cái vai trò khá quan trọng trong Chạy Lên Đường trong những năm vừa qua. Cái người đầu tiên mà chúng tôi muốn nói chuyện với quý vị đó là chị Anh Lan, Nguyễn Phúc Anh Lan, là người có thể nói là người sáng lập ra Chạy Lên Đường cách đây vài chục năm rồi quý vị. Thì để chị Anh Lan cho quý vị biết là lý do tại sao lại có cái sự ra đời của Chạy Lên Đường và cái ý nghĩa của nó cũng như là cái mục đích của nó như thế nào. Vâng, cảm ơn Thế Hoài và xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Nói về Chạy Lên Đường, nó là một cái niềm vui của cá nhân chúng tôi, là bởi vì lúc mà tôi còn nhớ, tôi tham gia vào Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam là năm 1994, thì tôi có một cái mong ước là đem cái chương trình Trại Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo ở từ bên Toronto, Canada sang bên đây. Thì vận động với lại ban chấp hành của hội, thì sau cùng trong cái giai đoạn mà anh Nguyễn Ngọc Bảo đang là chủ tịch của hội, hội trưởng của Hội Văn hóa Khoa học, thì đã được sự hỗ trợ của tất cả các anh chị và Trại Lên Đường đầu tiên, tên của nó đúng là Trại Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo Thanh niên Lên Đường, tổ chức tại camp Forward Texas, ở một cái camp của YMCA gọi là Camp Carter. Thì lúc đó mình chỉ là bắt đầu với lại một cái ban tổ chức chỉ có khoảng 25 người, mà có sự hiện diện khoảng 180 trại sinh, mà chủ yếu là đến từ tiểu bang Texas và Oklahoma City. Từ một cái trại năm đầu tiên 1998, 180, thì năm sau nó vọt lên là trại toàn quốc, lên đến 326 trại sinh, thì rất là đông. Và những bạn mà đi Chạy Lên Đường năm 1999 hoặc là 2000 như Thế Hoài, thì bây giờ là đã lập gia đình, đã có, mà cái tình bạn họ vẫn còn cho đến bây giờ. Cái điều tuyệt vời là như vậy, cái tình bạn nó vẫn giữ mãi trong suốt bao nhiêu năm, và cứ mỗi năm như vậy lại có những thế hệ mới. Thì như là hai em Alex và David ở đây là những trại sinh của năm 2018, phải không? 2018, đó. Và chúng tôi rất là vui sướng khi mà nhìn thấy được những tất cả những thành quả, và hầu như là những ban chấp hành của Hội Văn hóa Khoa học là do từ những trại sinh, Chạy Lên Đường đã graduate rồi và đã trở lại để phục vụ cộng đồng. Vâng, cảm ơn chị Anh Lan. Với tư cách là một người sinh viên, như chị Lan nói là cách đây khoảng 21 năm thì phải, thì Thế Hoài là có cái cơ hội tham gia chương trình Chạy Lên Đường đầu tiên diễn ra tại Dallas và Forward. Thì với một người trai trẻ đó mà tham gia chương trình Chạy Lên Đường lúc đó, cái mong mỏi đầu tiên là mình muốn học hỏi cái nền văn hóa đó, và những cái gì mà trong cộng đồng của mình nó đang diễn ra, và mình muốn học hỏi được những cái kỹ năng lãnh đạo để rồi mình đem về mình phục vụ cho cộng đồng. Thì đây là một cái ví dụ, hai bạn trẻ đây đó là bạn Toàn tức là David cũng như là Alex tức là Long, là hai người đã có cơ hội tham dự Chạy Lên Đường vào lần đầu tiên vào năm 2018. Thì bây giờ mời Toàn chia sẻ với quý khán thính giả trước đi ha. Dạ, trước tiên thì cho con gửi lời trân trọng kính chào đến quý vị khán thính giả. Em tên là David Nguyễn Ngọc Toàn, thì em được cơ hội để đi Chạy Lên Đường vào năm 2018 tại Huntsville. Khoảng 300 đứa trẻ mà toàn là Việt Nam không? Ừ. Cho nên là cái đó là điều mà em cũng rất là ngạc nhiên và cũng thấy hăng hái và vui nữa. Ừ. Cho nên là qua 3 ngày mà được chia ra qua mấy cái đội, các đội, rồi mình vừa thi, vừa học hỏi về văn hóa, vừa học về cách chỉ huy lãnh đạo nữa. Ừ. Cho nên là nó được cái, phải nói là một cái cơ hội rất là quý hiếm theo cho em, riêng bản thân em. Và em có thể mà phải nói là học hỏi rất là nhiều từ cái trại đó. Trong một đêm ở tại trại ấy, thì hồi đó có một cái thử thách mà họ cho mỗi đội là mình làm một cái dự án gì đó mà có thể nó phổ biến cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta tại thành phố riêng của mình. Thì bên đội của em thì hồi đó làm nghĩ ra là tại vì Houston thì không có giống như cái truyền thống hàng năm để mà làm tổ chức một cái hội chợ văn hóa hàng năm, thì tụi em mới đem tôi tới Hội Văn hóa Khoa học, nói là tụi em rất là muốn làm cái dự án này, một năm sau thì tụi em mới có thể thực hiện được. Tại hồi đó thì toàn mấy đứa trẻ không, mà toàn 18, 19, 20 không, mà đứng ra để lãnh cái nhiệm vụ để mà làm cái dự án rất là lớn như thế đó, thì tụi em phải nói là cũng nhờ là Chạy Lên Đường để mà làm. Cảm ơn David rất nhiều. Bây giờ tới Alex tức là Long đó, thì Long cũng là người đi chạy lần đầu tiên năm 2018, cũng là một chàng sinh viên trẻ, anh cũng hình dung giống như anh cách đây 20 năm vậy đó. Thì lúc đó em đi đó, thì cái cảm giác của em những ngày đầu tiên đi chạy nó như thế nào, và sau đó thì em đã học hỏi được những gì và những gì em đã làm được từ cái ngày mà em đi Chạy Lên Đường cho tới bây giờ?
Thì trước khi em muốn nói cảm ơn, xin chào quý vị và cho em xin phép nói bằng tiếng Anh tại vì em không nói tiếng Việt rành 100%. Growing up as a Vietnamese American, it's very hard to keep our roots. Uh-huh. It's very hard to expose ourselves to the things that we want to. Uh-huh. But London Camp gave me the opportunity to meet other like-minded Vietnamese youth and people who also were confused and also were still just trying to learn their place in society, especially what it means to be Vietnamese American growing up, where I met great friends like David, a great support system and mentors like Goan Lang and the other members of Hoa Văn Hóa Khoa Học. And so I found that the most important thing was not what we learned in Lan Dung per se, but what we continue to do outside of Lan Dung once we came back to Houston, once we came back to where we grew up, the communities that we grew up in, our own families. When the COVID-19 pandemic started, that was where we learned that we needed to unite as a community, where we learned that if we don't speak up for our community, if we don't look after our elders, then no one else will. When we first started our community health programs in 2021, when we just got the vaccines out, we realized that a lot of our elders, a lot of our family members were being left out because all the registration websites were in English, and a lot of the websites, you need internet access to access to register for vaccines. And a team of young people, students like me, David, and our friends, we stayed up every night for 3 months to register people for their vaccine, send them their information in Vietnamese, and work with them to make sure that they were able to get vaccinated just like everyone else in our society. What we took away from Lan Dung, what we take away every day from Hoa Văn Hóa Khoa Học, is knowing that we need to stand up for our community. We need to work together with all the members of our community, especially learning from the older generation, to be able to really make that change, really develop that fire, and continue it burning strong for the next generation. Chắc hai em còn nhớ cái chữ mà khi chúng ta đi chạy lên đường lúc nào cũng nhớ cái chữ dấn thân và phục vụ. Rồi rõ ràng là hai em đã dấn thân và đã phục vụ sau khi đi chạy lên đường và đã quay lại trở về với cái cộng đồng của mình và làm những cái việc rất là ý nghĩa. Nhưng bây giờ quay lại với chị Anh Lan nè, là người mà đã trong những ngày đầu tiên là người đã sáng lập ra chạy lên đường. Đương nhiên là chị có những cái hoài bão, những cái mong muốn, nhưng mà em biết chắc chắn rằng chạy lên đường sẽ không thành công nếu không có sự ủng hộ của quý đồng hương. Chị cho quý khán giả biết là làm thế nào mình có thể tổ chức được một cái chạy lên đường thành công. Để mà thực hiện cái chương trình chạy như vậy, cái budget, đó, cái ngân quỹ chúng tôi cần đó, là khoảng độ cũng gần cả 100 ngàn đó. 90 ngàn đến 100 ngàn tùy theo cái địa điểm. Tại sao mà Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam vẫn giữ được cái chạy lên đường trong suốt cả bang hơn 2 thập kỷ qua? Đó là vì sự đóng góp và ủng hộ của tất cả các vị mạnh thường quân. Và chủ yếu nhất là từ cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bởi vì quý vị biết rồi, cái chạy lên đường á, chỉ có chạy lên đường là chạy kỹ năng lãnh đạo mà có cái phần văn hóa. Các con em của quý vị có thể đi các chạy lãnh đạo khác rất là nhiều, nhưng mà không có cái chạy nào mà nó có cái component về văn hóa như là em Toàn mà đã về mà để thực hành được một cái hội chợ. Và chúng tôi hy vọng là khi mà chạy phát triển kỹ năng lãnh đạo thanh niên lên đường sẽ tổ chức trong năm 2023, chúng tôi sẽ được tất cả quý vị tiếp tục hỗ trợ. Bởi vì quý vị thấy không, muốn con em của mình trở thành những người bạn giỏi giang và xứng đáng như là bạn Toàn và bạn Long ở đây thì quý vị cần có chạy lên đường. Và để tiếp tục cái chương trình lên đường, để mà giúp cho các em trẻ trong tương lai có cơ hội tham dự chương trình, để rồi trở thành những em mà có nhiệt huyết đem về phục vụ cộng đồng như thế này, thì chúng tôi mong rằng quý vị hãy ủng hộ cho Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Một lần nữa xin chúc sức khỏe và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong một thời gian gần nhất. Xin kính chào.